Hoàng Vera xưa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính cũng như là yêu đồ si trên kênh của em Hoàng nhé. Chiếc clip cầm tay đây, da dê và còn móc khóa. Anh em nhìn này, nếu như bản này là bản limit thì giá nó sẽ rất đắt cho anh em nhé. Còn đẹp, hoàn hảo, bản Pháp. Đây cho anh em xem. Đây, mấy viên phăng xây nó ở dưới này nha anh em nhé. Đây, anh em về thì sẽ mở ra nhìn rõ hơn. Ở trên trên kênh này thì em quay thì nó không được gần lắm, ở cái phần nó không banh sâu ra được, cho nên là khó nhìn. Size 25, chiều cao của nó là 16 và chiều đáy của nó là 5. Rất xinh xắn chiếc này để chúng ta cầm đi chơi. Đây, cái này khoảng được vào đây 98%. Nói chung là để mà hàng lướt 97-98% thì hiếm lắm anh em nhé. Thường nó chỉ còn 90-80% thôi. Nhưng để được những cái sản phẩm trên kênh của em Hoàng đã lựa chọn này gần như là chỉ có 97-98-99%, chứ còn để mà lấy 95% trên kênh của em gần như là không có. Đây anh em, 21 triệu nhé, chiếc clip cầm tay này của nhà LV. Tiếp một chiếc clip cầm tay của nhà LV nữa. Chiếc này nó cũng là một cái size 25. Em lên khá nhiều những sản phẩm này cho anh em rồi. Đây, cái này cái quai của nó nha anh em nhé. Và cái này được làm bằng da dê ở cạnh và trên sườn được làm bằng da mông ngựa. Có những bản nó làm full bằng da dê luôn đấy. Mà da dê thì sờ nó sẽ mềm, nó giống như cái túi chéo vừa nãy ấy. Nhưng mà da ngựa thì nó sẽ cứng, nhưng mà da ngựa thì va chạm thì nó sẽ bền hơn, nhưng mà nó cứng hơn. Nhưng mà da dê thì cầm nó mềm. Đây anh em, càng dùng nó càng mềm nha anh em nhé. Size 25 mà chiều cao này của nó là 20 và đáy này của nó là 6. Đây anh em, trên 98%, 99%, nhưng gọi trên 98%, không tì vết, đẹp tuyệt đối, hoàn hảo. Nhà LV bản Pháp. Chiếc này thì điện thoại và thoải mái, kính to. Anh em, giờ anh em đi đâu thì kể cả đi ăn cỗ, đi chơi, đi công việc thì gần như không bao giờ thiếu những sản phẩm cầm trên tay như những chiếc LV như thế này. 26 triệu nha anh em nhé. LV đuôi cá 26 triệu. Đây, một chiếc clip cầm tay của nhà Gucci. Bản này full da dê nha anh em nhé. Đấy, cho nên da dê bào được dập chìm này và da mộc được dập lồi, thì nó sẽ cái nổi là nó sẽ hằn được, sờ chúng ta sẽ sờ đến nó nổi trên này. Những cái chữ logo nhưng dập chìm thì nó sẽ như thế này anh em nhé. Và cái mặt này này đều được làm bằng lông thú tết lại. Đây, trong này da lộn này anh em, nó còn có một cái công nghệ mà khi ép da nó còn có một lớp vải ép vào trong này, chìm hẳn vào trong này luôn này anh em này. Cho nên không bao giờ chúng ta mà có thể nó nước và tất cả mọi thứ không bao giờ vào được. Em đo cái size của nó, cái size này là 25, chiều cao là 20 và đáy của nó là 6 này anh em nhé. 98%, 20 triệu chiếc này Gucci. Đây anh em, anh em cứ xem kỹ video và cái mẫu nào mà nói ở video em ghi trên ngày tháng trên tiêu đề nhé, thì sẽ không bao giờ nhầm được. Anh em xem video ấy, ví dụ như em ghi là 21 tháng 5 ví dụ như vậy, hay 25, 26 tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đấy, thì anh em bảo cái video đó thì em sẽ biết và xem cái sản phẩm trên đó thì em sẽ nhớ ra được cái sản phẩm đấy còn hay hết nha anh em nhé, trước khi anh em gọi điện. Là một đôi giày LV còn 99,99%. Đây anh em, em đưa đây nhé. Đôi này nó chỉ gần như là chỉ có dòng thử thôi. Hôm trước em có một đôi 98-99% ấy, nhưng mà đôi này nó còn hộp, bán cho một người anh không biết là 20 mấy triệu ấy.
ngài ở thành phố Vinh, nhưng anh bảo anh không lấy hộp thì trừ chưa cho anh không lấy hộp thì em trừ cho 1 triệu. Các anh mà lấy không lấy hộp thì để lại thì em một em tặng khách, hoặc là em sẽ bớt cho các anh 1 triệu nhé. Vì những cái hộp zin nó khó lắm, nó khó mang về, nhưng mà các anh không dùng thì chúng ta phải đi ngay thì chúng ta cũng chẳng cần hộp đâu. Có những bác bảo anh lấy hộp nhiều quá rồi, thôi bây giờ anh để lại bớt tiền cho anh, ok em bớt luôn. Nhưng mà tiền của các bác thì này, cần hộp thì đi cho tặng thì em lại tặng luôn nhé, em không lấy tiền hộp. Đấy, cho nên thế là giao lưu chơi cho nó vui. 99% nhá, đôi này có mã số 2, đôi này có giá là 32 triệu nha anh em nhá. 99% chỉ còn nguyên giày, nếu như mà các bác đi tặng cần hộp em sẽ tặng cái hộp và cả túi nữa. Nhưng đôi này nó sẽ là dành cho các bác nếu thích lai lưu. Và nó là full da dê bạc đúc nguyên khối trên logo. Và bản này thì nó là size của nó 41 và 42 nhé. Bác nào chân 42 chuẩn đét 42 và 41 thì sẽ đi được đôi này nhé. Đấy, mã số 2. Tiếp một sản phẩm cầm tay của nhà LV, mới 98% nha anh em nhé. Bản Pháp, hai ngăn chính và những ngăn dắt thẻ. Những cái này thì quả hoàn về được chiếc rồi, không có nhiều, 1-2 tháng để về được 1 chiếc. Cái size của nó là 26, cao là 20 và đáy là 6 nha anh em nhé. Thì những cái nhà thiết kế nó đưa ra những cái mẫu như thế này thì anh em biết rồi, nó là vừa những cái tầm tay để mà chúng ta sử dụng hàng ngày, không to và không nhỏ. Chiếc LV có lút tầm tay này có giá là 19 triệu nha anh em nhé. Đây, không tì vết. Hôm nay em Hoàng có vài sản phẩm đưa lên để phục vụ cùng anh em ưng được mã nào thì alo cho em Hoàng nhé. Em chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.